kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media trong ngày 22 tháng 7. Thưa quý vị, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết ông đã sẵn sàng cho việc bầu cử thông qua hình thức điện tử. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong điểm tin ngày hôm nay. Cộng hòa Séc muốn có ít nhất 77 xe tăng Leopard 2A8 sau cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại bất chấp sự hỗ trợ quân sự và tài chính từ phương Tây. Cảnh báo lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa. Thưa quý vị, Tổng thống Séc Petr Pavel mới đây cho biết ông đã sẵn sàng thúc đẩy hình thức bầu cử điện tử. Theo ông, thì đó là cách bầu cử tương ứng với thế kỷ 21. Điều này đã được Tổng thống Pavel đề cập ở Ostrava, nơi ông đang tham gia lễ hội Colors of Ostrava. Theo Tổng thống, Séc nên thực hiện các cuộc bầu cử điện tử, cũng như thu thập chữ ký để đăng ký ứng cử viên Tổng thống. Lợi thế của việc này là người dân có thể bỏ phiếu tại nhà và xoa dịu tình hình cho các cử tri ở nước ngoài, bởi họ thường phải đi xa để đến các điểm bỏ phiếu. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng cho biết ông không phản đối việc hợp pháp hóa cần sa và việc ân xá cho những người hiện đang ngồi tù liên quan đến vấn đề này. Sau cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Đức ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Černochová cho biết Séc muốn mua ít nhất 77 xe tăng Leopard 2A8 trong trường hợp tham gia cuộc đấu thầu của Đức với các quốc gia khác để mua xe tăng loại này. Séc muốn thay thế các xe tăng T-72 đã lỗi thời và hiện đại hóa những xe tăng mà quân đội Séc hiện có. Các chủ đề thảo luận khác của hai bộ trưởng là chi tiêu quốc phòng, tham gia các hoạt động nước ngoài, tuyển quân và cuộc chiến ở Ukraine. Thưa quý vị, đồ uống không cồn được bán trong các nhà hàng tại Séc có thể được giảm thuế giá trị gia tăng DPH. Đây là một trong những điều chỉnh đang được chính phủ thảo luận nằm trong gói thắt lưng buộc bụng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Liên minh Chính phủ đang tranh luận về việc đánh thuế đối với dịch vụ ăn uống. Thức ăn và đồ uống trong các nhà hàng hiện đang có cùng mức thuế giá trị gia tăng DPH là 10% và nằm trong dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, theo đề xuất mới, đồ uống không cồn không được coi là nằm trong dịch vụ ăn uống nên phải chịu thuế 21%. Nhưng chính phủ chỉ mới đưa ra mức thuế DPH tăng đối với bia trong các nhà hàng và quán rượu, còn đồ uống không cồn vẫn đang được thảo luận. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Zbigniew Stanjura, đó là một trong những đề xuất sẽ còn được tiếp tục tranh luận nếu được cả năm đảng đồng ý. Điều đó đồng nghĩa với đề xuất này sẽ có thay đổi. Hiện tại, gói thắt lưng buộc bụng của chính phủ ước tính rằng các quầy hàng và nhà hàng sẽ có cùng một mức thuế DPH, tức là 21% đối với đồ uống không cồn và 12% đối với đồ ăn và các mặt hàng thực phẩm. Cơ quan thú y nhà nước Séc SVS cảnh báo rằng trên thị trường Séc đã xuất hiện phi lê cá da trơn châu Phi đông lạnh có nguồn gốc từ Việt Nam, được kiểm tra có chứa chất cấm có thể gây ung thư. Tại Séc đã nhập hơn 10 tấn cá gặp phải vấn đề này. Hiện tại, cơ quan chức năng đang cố gắng thu hồi phi lê cá da trơn châu Phi từ các khách hàng. Phát ngôn viên của Cục Thú y Nhà nước cho biết 10.125 kg phi lê cá da trơn châu Phi đông lạnh được nhập khẩu vào Cộng hòa Séc, nhưng nhờ sự can thiệp của các thanh tra thuộc Cục Thú y, 8.940 kg đã bị tạm dừng, không đưa ra cung cấp cho thị trường. Như vậy, hiện có khoảng 1.185 kg sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng. Theo cơ quan thanh tra, phi lê cá da trơn nguy hiểm nói trên chủ yếu được đưa vào các nhà ăn. Khách hàng chủ yếu là các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống và họ đã được thông báo về vụ việc này. Trong phi lê cá da trơn đông lạnh được đề cập trên có chứa chất cấm cho cá dùng làm thực phẩm. Nó thường được sử dụng như một loại thuốc chống lại ký sinh trùng và bệnh nấm ở cá cảnh. Các miếng phi lê cá có chứa chất này gây ra rủi ro nghiêm trọng về an toàn sức khỏe, cũng như có khả năng gây ung thư ở người và có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng khác. Tại Ba Lan vừa xây dựng khu bể bơi Jakšovec nằm gần biên giới Séc. Dự án độc đáo được tạo ra tại một mỏ đá cũ gần Krakow. Hiện tại, khu phức hợp gồm 5 bể bơi và nhiều hoạt động thể thao khác. Tất cả đều không thu phí vào cửa. Tại đó không chỉ thu hút người dân Ba Lan mà đó cũng trở thành điểm yêu thích của nhiều người dân Séc. Trong khu vực Jakšovec có 5 bể bơi dành cho những người biết bơi, người không biết bơi và một bể bơi dành cho trẻ em nhỏ. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể bơi trong các mỏ đá. Khu vực bể bơi có chứa tới 1.000 người và du khách có thể xuống nước từ 10 giờ sáng khi lực lượng cứu hộ đến. Khi đến nơi, du khách sẽ được đeo dây vào cổ tay và trao trả khi rời đi. Được gọi là Maldives của Ba Lan,
khu bể bơi Jacques Chauvet miễn phí vé vào cửa, du khách chỉ trả tiền cho đồ ăn và thức uống. Giá cả tương tự như các quầy hàng ở những bể bơi tại Séc, chẳng hạn như kem có giá 35 korun, khoai tây chiên có giá 80 korun và cà phê hoặc nước ngọt có giá khoảng 50 korun. Cơ hội việc làm dành cho bạn. Tổng kho Tam Đa Hospitality cần tuyển dụng nhân sự các vị trí sau: nhân viên lái xe, yêu cầu có bằng lái xe, ưu tiên cho người có bằng lái xe hạng C và bằng chuyên nghiệp. Công ty có hỗ trợ tiền ăn trưa và ăn tối. Nhân viên kho, yêu cầu khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chịu khó, phù hợp với người có nhu cầu làm việc lâu dài và ổn định. Nhân viên thị trường, yêu cầu biết lái xe, giao tiếp tốt, được cung cấp ô tô, máy tính bảng và điện thoại để phục vụ cho công việc. Đặc biệt, công ty có ký hợp đồng với người có visa lao động. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số 778-078-383. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, bất chấp sự hỗ trợ quân sự và tài chính từ phương Tây. Tháng trước, Ukraine đã khởi động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu sau khi nước này nhận được nhiều vũ khí của phương Tây. Cuộc phản công được Kiev phát động để đẩy lùi quân Nga ở miền Nam và miền Đông Ukraine, nhưng đến nay các lực lượng Nga vẫn kiểm soát phần nhiều lãnh thổ ở các khu vực này. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định cả các nguồn lực khổng lồ đã được bơm vào chính quyền Ukraine và các vũ khí mà phương Tây cung cấp như xe tăng, pháo, xe bọc thép, tên lửa đều không giúp được gì. Trong khi đó, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc phản công này sẽ lâu dài và khó khăn, đồng thời kêu gọi các đồng minh gửi thêm xe bọc thép và vũ khí tới Ukraine. Tổng thống Putin cũng cáo buộc giới lãnh đạo Ba Lan đang cố gắng can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ba Lan vốn có quan hệ căng thẳng với Nga lâu nay và là thành viên NATO đi đầu trong việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine thời gian qua. Vừa qua, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley thuộc Đảng Cộng Hòa và Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã công bố tài liệu nội bộ của FBI chứa thông tin cáo buộc Tổng thống Joe Biden can dự vào vụ nhận hối lộ từ nước ngoài. Theo đài CNN, FBI trước đó chỉ cho phép các thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện tiếp cận và đọc tài liệu tên FG-1023 nhưng không đồng ý công khai nội dung. Sau nhiều nỗ lực, Thượng nghị sĩ Grassley đã có thể công bố nội dung này bất chấp sự phản đối của FBI. FD-1023 ghi chép những tiết lộ đến từ một nguồn tin của FBI vào tháng 6, 2020, nhưng không cung cấp chứng cứ cho phép kết luận những thông tin trên là chính xác. Theo đó, nguồn tin này cho hay, trong cuộc gặp vào năm 2016, Tổng Giám đốc Mykola Zlokevsky của công ty khí đốt Burisma, Ukraine, nói đã chi tiền hối lộ cho nhà Biden, mất 5 triệu đô la Mỹ để trả cho ông Biden này và 5 triệu đô la Mỹ nữa cho ông Biden khác. Theo ông, đó có thể là Hunter Biden, là con trai đương kim Tổng thống Mỹ bây giờ. Ông Zlokevsky nói với nguồn tin của FBI tại Viên Áo vào năm 2016, người cung cấp tin được FBI nhận định là đáng tin cậy, nhưng nguồn tin cũng không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ gì để chứng thực lời nói của ông Zlokevsky là chính xác. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết sáng nay, ngày 22 tháng 7, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình hướng ra biển Hoàng Hải. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS nhấn mạnh, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng tên lửa diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ địa phương để tìm hiểu thêm về loại tên lửa được bắn và các chi tiết khác. Vụ phóng diễn ra 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Cụ thể, ngày 19 tháng 7, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo. Các vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky của Mỹ cập cảng Hàn Quốc và nhóm tham vấn hạt nhân Mỹ-Hàn lần đầu nhóm họp. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sung-nam vào ngày 20 tháng 7 cảnh báo việc Mỹ triển khai tàu ngầm với khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc có thể bị Bình Nhưỡng coi là hành động cần được đáp trả bằng vũ khí hạt nhân theo quy định trong luật Triều Tiên về chính sách lực lượng hạt nhân. Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt thêm các biện pháp kiềm chế đối với lĩnh vực sản xuất chip của nước này. Đây là khẳng định mới đây của Đại sứ Trung Quốc tại Washington. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong cho rằng Trung Quốc không né tránh sự cạnh tranh, nhưng cách Mỹ định nghĩa cạnh tranh là không công bằng. Hiện Bắc Kinh đang bị Washington cấm nhập khẩu thiết bị đúc chip tiên tiến. Bên cạnh đó, Nhà Trắng đang xem xét áp đặt thêm cơ chế đánh giá đầu tư ra nước ngoài và những hạn chế chip AI đối với Trung Quốc. Vào tháng 5, Cơ quan An ninh mạng Trung Quốc ra thông báo rằng nhà sản xuất chip Mỹ Micron Technology không vượt qua kỳ đánh giá bảo mật, sau đó cấm các công ty vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu nội địa sử dụng sản phẩm của thương hiệu này. Vào ngày 21 tháng 7, một thẩm phán Mỹ quyết định tiến hành phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 5, 2024, đúng thời điểm cao trào của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.
Ông Trump bị khởi tố hình sự với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra. Ông là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Thẩm phán Tòa án sơ thẩm liên bang Ireland Connaught dự kiến bắt đầu phiên tòa xét xử ông Trump vào ngày 20 tháng 5 2024. Phiên tòa này sẽ được tổ chức tại một tòa án liên bang tại thành phố Fort Pierce, cách thành phố Miami khoảng 210 km về phía bắc thuộc bang Florida, nơi ông Trump từng dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2016 và 2020. Ông Trump, 77 tuổi, là ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào gần cuối chiến dịch tranh cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên của đảng này. Theo kết quả khảo sát do hãng Ipsos và hãng tin Reuters phối hợp thực hiện trong 7 ngày, tính đến ngày 17 tháng 7 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên làm đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa dành cho ông Trump là 47%, cao hơn nhiều so với ứng cử viên ở vị trí thứ hai là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis với 19%. Cơ hội việc làm dành cho bạn. Thunderbird tuyển dụng nhân sự các vị trí với đãi ngộ siêu hấp dẫn. Nhân viên lái xe yêu cầu có bằng lái xe, ưu tiên cho người có bằng lái xe hạng C. Công ty hỗ trợ tiền ăn trưa và ăn tối. Nhân viên thị trường yêu cầu biết lái xe, giao tiếp tốt, được cung cấp ô tô, máy tính bảng và điện thoại để phục vụ cho công việc. Nhân viên cửa hàng yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, giao tiếp được tiếng Séc là lợi thế. Nhân viên văn phòng yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên cho người thông thạo tiếng Việt và tiếng Séc. Đặc biệt công ty có ký hợp đồng với người có visa lao động. Hãy gửi ngay đơn xin việc qua email imex@tamda.eu hoặc liên hệ qua số 774-298-866. Thưa quý vị, đường sách 19 tháng 12 tại Hà Nội vào trưa ngày 21 tháng 7 đông đúc hơn bình thường vì sự xuất hiện của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân. Sau những giờ làm việc ngày 20 tháng 7, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Malaysia đã tái ngộ tại đường sách. Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng Malaysia đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc cà vạt. Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân sau đó đã tham quan một số hiệu sách tại đường sách 19 tháng 12, trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm bên cạnh những quyển sách. Dừng chân tại hiệu sách của nhà xuất bản phụ nữ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chọn một số quyển sách về lịch sử, truyền thống của đất nước Việt Nam viết bằng tiếng Anh. Hai phu nhân thì quan tâm đến những quyển sách về tấm gương phụ nữ, ẩm thực và văn hóa. Để tỏ lòng mến khách, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Chân đã mua tặng Thủ tướng Malaysia và phu nhân cuốn Phụ nữ Việt Nam những khoảnh khắc của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cuốn Con gái bà Triệu thế kỷ 21, chuyện về những người phụ nữ Việt Nam, cuốn về món ăn của Huế và tập thơ Đường xa của Nguyễn Duy. Sau một hồi dạo các hiệu sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng hai phu nhân đã có buổi cà phê chuyện trò nhẹ nhàng. Nhà lãnh đạo Việt Nam đã tặng Thủ tướng Malaysia một túi cà phê Việt Nam. Quà đã khiến ông Anwar Ibrahim thích thú và hóm hỉnh đùa rằng, một tháng nữa tính từ ngày hôm nay, chắc tôi chỉ uống cà phê Việt Nam thôi. Dù để thua trong trận ra quân với tuyển nữ Mỹ, nhưng các cô gái chiến binh sao vàng của Việt Nam vẫn khiến các cổ động viên của châu Á cảm thấy tự hào. Nhiều tờ báo Mỹ bất ngờ trước khả năng chơi phòng ngự chặt chẽ của tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt dành lời ca ngợi tài năng của thủ môn Kim Thanh. Thất bại của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Mỹ không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ khi có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Tuyển nữ Mỹ đang xếp hạng số 1 trên thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA và đã 4 lần vô địch World Cup, trong khi tuyển nữ Việt Nam hiện đang đứng thứ 32 và là tân binh của giải đấu. Tờ CBS Sports chia sẻ trên tiêu đề, sau chiến thắng ở trận ra quân tại bảng E World Cup nữ 2023 vào sáng ngày 22 tháng 7, tuyển nữ Mỹ đã giành chiến thắng với tỷ số khiêm tốn 3-0 trước Việt Nam. Một tờ báo khác của Mỹ là New York Post cho rằng đây là trận đấu thành công cho cả tuyển nữ Mỹ lẫn tuyển nữ Việt Nam khi nhà đương kim vô địch cần có một chiến thắng, trong khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đảm bảo được mục tiêu hạn chế bàn thua nhiều nhất có thể. Đáng chú ý, tờ New York Post cũng dành nhiều lời ca ngợi tài năng của thủ môn Kim Thanh sau khi từ chối vô số cơ hội ghi bàn 10-10 của tuyển nữ Mỹ, đặc biệt là ở pha cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo Alex Morgan. Tờ New York Post viết, thủ môn Kim Thanh chính là ngôi sao của tuyển nữ Việt Nam trong trận mở màn với tuyển nữ Mỹ ở World Cup 2023. Khoảnh khắc quan trọng nhất là cô ấy đã cản phá thành công quả phạt đền ở phút thứ 45 của Alex Morgan để giữ cho trận đấu vẫn rất căng thẳng. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 7, thông tin từ Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công 3 đối tượng còn lại bị truy nã đặc biệt liên quan đến khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6.
Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, trưa ngày 21 tháng 7, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an huyện Cư Quyên đã bắt gọn 3 đối tượng truy nã đang lẩn trốn sau vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 6 ở Cư Quyên. Các đối tượng bao gồm Nay Dương sinh năm 1968, trú tại Buôn Ea Clóc, xã Cư Pơng, huyện Crong Búc, Y Khinh Liêng sinh năm 1992, trú tại Buôn Gia, xã Hòa Sơn, huyện Crong Bông, và Y Hoan E Ban sinh năm 1970, trú tại Buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Póc, huyện Cư Mờ Ga. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh cũng đã khẩn trương xác minh, truy tìm hai đối tượng còn lại đang lẩn trốn tránh mặt là Y Phương Enuon sinh năm 1992 ở Buôn Knia 2, xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn và Y Trinh Nghê sinh năm 1990 ở Buôn Ra 2, xã Cư Né, huyện Crong Búc. Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi và đề nghị thân nhân gia đình và bà con nhân dân cùng với lực lượng công an cơ sở sớm vận động hai trường hợp trên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vâng, thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích từ ứng dụng công nghệ để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Để tránh bị lừa đảo, người dân cần luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thủ đoạn lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa thường có một số dấu hiệu đáng chú ý như nghiên cứu mục tiêu, tạo một danh tính giả, thiết lập liên lạc, trình bày cơ hội, yêu cầu thanh toán hoặc thông tin nhạy cảm, tiếp tục giả mạo. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, người dân cần hết sức cảnh giác, không chuyển tiền ngay lập tức, kiểm tra thông tin chuyển khoản, xác minh danh tính, báo cáo sự việc, luôn luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh, bảo vệ thông tin tài chính cá nhân của bạn và tìm hiểu thêm về các hình thức lừa đảo phổ biến để tránh trở thành nạn nhân. Vâng, những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.